Namaste, xin chào tất cả mọi người. Mình là Kim Ngân, huấn luyện viên của Livan Sport. Như các bạn đã biết, yoga có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe, chữa các bệnh về đau mỏi vai gáy cũng như đau lưng, thoái hóa đốt sống. Yoga còn đặc biệt tốt cho dân văn phòng, những bạn mà phải làm việc hàng ngày 8 tiếng và hạn chế đi lại. Như ngày hôm nay thì Ngân sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác đơn giản các bạn có thể thực hiện tại ngay nơi làm việc của mình. Và chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Đầu tiên chúng ta ngồi ở tư thế thoải mái, giữ thẳng lưng. Hai tay vươn xuôi thả lỏng. Hít vào thật chậm, hai tay vươn cao thẳng lưng, mắt nhìn lên. Cố gắng vươn thẳng tay, hóp bụng, mở động lực. Thở ra thật chậm, hai tay xuống, mắt nhìn về xuống. Hít sâu thật chậm, hai tay vươn cao thẳng lưng, mắt nhìn lên. Thở ra, hai tay xuống, mắt nhìn về xuống. Một lần nữa, hít vào, hai tay vươn cao. Đan hai lòng bàn tay vào nhau, mở ngửa kéo căng. Mắt nhìn lên, hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hai tay xuống, mắt nhìn về xuống. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta thẳng đầu nhìn về trước, tay ngang vai mở rộng ngực. Thở ra hạ cử tay trái. Tay phải vươn cao qua đầu, mở rộng vai, mắt nhìn lên trên. Hít vào, nâng người lên. Thở ra từ từ nghiêng đổi bên. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng lưng sang trái. Mở rộng ngực vai, mắt nhìn trần nhà bên phải. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên. Thở ra từ từ nghiêng đổi bên. Mắt nhìn lên trần nhà bên trái. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, từ từ nâng người lên. Thở ra, xoay mặt người qua bên trái, tay phải đặt lên gối, tay trái sát mông. Xoay vai, mắt nhìn về sau. Giữ nguyên và hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, xoay người về trước, mở rộng ngực. Thở ra, xoay mặt người qua bên phải. Mắt nhìn về sau theo vai phải, hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, xoay mặt người về trước. Thở ra, hai tay xuống, từ từ duỗi thẳng hai chân về trước, rung lắc. Đập hai theo chân xuống sàn, xoay nhẹ cổ chân. Giữ thẳng lưng. Hít vào, hai tay vươn cao. Vươn căng tay, hóp bụng. Thở ra, bụng đập vươn dài người về phía trước. Cố gắng mặt chậm ứng huyệt. Hít sâu một lần nữa, tay vươn cao thẳng lưng. Thở ra. Mũi chân trùng thực tay. Chán chạm gối hoặc ống quyển, hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chậm nâng người lên, tay vươn cao. Thở ra, hai tay từ sau mông. Rồi từ đây, hít vào, nâng mông lên. Nhấn bàn chân xuống sàn, đẩy hông về trước, xếp bụng lại. Giữ nguyên, mắt nhìn về sau, hít thở đều 5, 4, 3, 2, một. Thở ra thật chậm, từ từ hạ mông xuống, xoay nhẹ cổ tay. Rồi từ từ chúng ta gập chân phải lại. Bàn chân phải áp sát đùi trái, thẳng cái chân trái hướng về trước. Ngồi thẳng lưng, hít vào, hai tay vươn cao. Hóp bụng, thở ra, gập bụng dài người về trước. Cố gắng cử tay chạm sàn, cầm chặt ống quyển. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, tay vươn cao thẳng lưng. Thở ra, tay trái đặt lên gối phải, hóp bụng nghiêng lưng sang bên trái. Cố gắng áp sát vai xuống, mở rộng vai phải lên 5. Hít thở đều 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên, tay vươn cao thẳng lưng. Thở ra, tay phải phía sau mông. Rồi hít vào, từ từ nâng hông lên, nhấn đầu gối bàn chân sàn, đẩy hông về trước, xếp bụng lại, mắt nhìn theo tay. 5, giữ nguyên, hít thở đều 4, 3, 2, 1. Thở ra thật chậm, từ từ hạ mông chậm sàn. Duỗi chân về trước, xuống lắc nhẹ. Đập hai cái chân xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta đổi chân, gập chân trái, thẳng gối phải về trước. Ngồi thẳng lưng, mũi chân hướng lên trên. Hít sâu thật chậm, tay vươn cao. Hóp bụng, thở ra, gập quần dài người về trước. Căng chặt ống quyển, hít thở đều giữ nguyên 5, 4, bụng ngực chạm đùi, 3, 2, 1. Hít sâu thật chậm, nâng người lên, tay vươn cao. Thở ra, tay phải đặt lên cổ trái. Từ từ nghiêng lượn.
mở một vài mắt nhìn lên trần nhà bên trên. Hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào thật chậm nâng người lên, tay vươn cao. Thở ra tay trái phía sau mông. Hít vào thật chậm nâng hông lên, đến đầu gối bàn chân xuống sàn, đẩy hông về trước. Mắt nhìn theo tay, hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra thật chậm từ dưới hàng mông chạm sàn. Với thẳng hai chân về trước, rung lắc, đặt hai chân xuống sàn. Rồi từ từ co chân phải lên. Hai bàn tay đan lấy bàn chân. Nắm lấy bàn chân phải, ngồi thẳng lưng. Hít vào nâng chân lên. Thở ra cố gắng thẳng lưng gập khuỷu tay. Kéo chân sát người, nếu có thể chán chạm vào ống quyển. Không thể để thẳng lưng, mắt nhìn lên, hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1, thở. Giữ thẳng lưng. Tay phải phía sau hông. Hít vào thật chậm, vươn căng tay trái lên. Trái qua đùi phải. Đẩy người vặn người xoay vai. Tay trái vòng xuống nắm lấy gối trái. Xoay vai mắt nhìn về sau theo vai phải. Hóp bụng hỉ giữ nguyên và hít thở đều 5. Thẳng lưng 4, 3, 2, 1. Hít vào thật chậm xoay người về trước. Thở ra, giữ thẳng chân về trước xuống lắc. Rồi từ từ gập chân trái đổi bên. Hai tay đan phía dưới bàn chân trái. Ngồi thẳng lưng. Hít vào từ từ nâng chân lên. Thở ra cố gắng gập khuỷu tay. Kéo chân sát người. Nếu không làm được mắt nhìn lên trần nhà thẳng lưng. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra từ từ gập chân trái. Ôm sát ngực. Bắt qua đùi phải. Tay trái phía sau hông. Hít vào hai tay. Hít vào tay phải vươn cao. Thở ra cài tay phải qua đùi trái, vặn người xoay vai đẩy nhẹ. Mắt xoay người nhìn về sau theo vai trái. Hít thở đều giữ nguyên 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ xoay người về trước. Thở ra giữ chân xuống lắc, đặt hai kheo chân xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta co gối, lên tư thế con mèo. Tách hai đầu gối mở rộng bằng thờ hông. Tay vuông góc với vai rồi giữ chân thẳng lưng, mắt nhìn đầu thẳng. Hít sâu thật chậm, từ từ nhấn nhẹ lên xuống, võng lưng mở rộng ngược vai, mắt nhìn lên trên. Thở ra thật chậm, từ từ khom lưng, siết bụng, cằm chặt ống cổ, mắt nhìn về dưới, khom lưng lên. Hít sâu thật chậm, từ từ võng lưng mở rộng ngược vai, mắt nhìn lên. Thở ra thật chậm, từ từ khom lưng, siết bụng, mắt nhìn về dưới. Một lần nữa, hít sâu thật chậm, võng lưng nhìn lên trên. Giữ nguyên và hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra thật chậm, từ từ khom lưng siết bụng. Cằm chặt ống cổ, mắt nhìn về dưới. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thẳng đầu nhìn về trước. Tay trái hít vào vươn cao, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra từ từ hạ vai trái chạm sàn, đầu chạm sàn. Tay phải vòng lại phía sau, nắm vào phần đùi trong của chân trái. Hít vặn người xoay vai, mắt nhìn lên trần nhà bên trên. Hít thở đều giữ nguyên 5, cố gắng không xoay hông. 4, mở ngược vai nhìn lên trên. 3, 2, 1. Tay chạm sàn, hít nâng người lên. Thở ra thu tay về tư thế con mèo. Hít vào tay phải vươn cao đổi bên. Thở ra hạ vai phải chạm sàn, đầu chạm sàn. Tay trái vòng lại phía sau thắt lưng. Nắm vào phần đùi trong của chân phải. Hít vặn người xoay vai, mắt nhìn lên trên. Hít thở đều và giữ nguyên 5, cố gắng không xoay hông. 4, 3, 2, 1. Tay chạm sàn, hít nâng người lên. Thở ra từ từ, thu tay về tư thế con mèo. Hít vào một lần nữa, võng lưng nhìn lên. Thở ra khom lưng siết bụng. Hít vào nhìn thẳng về trước, thở hạ ngực cằm chạm sàn phía trước. Rồi hít vào thật chậm, từ từ chân lên tư thế rắn hổ mang. Mở rộng ngực vai, trùng khuỷu tay. Thở ra từ từ chán chạm sàn. Một lần nữa, hít vào thật chậm, chân lên. Mở rộng ngực vai, nhấn lòng bàn tay xuống. Thở ra. Một lần nữa, hít vào chân lên. Giữ nguyên ở đây, mắt nhìn lên, hít thở đều 5, 4, 3,
2. Một, thở ra từ từ chán chạm sàn. Giữ thẳng tay, thả lỏng hai tay. Mình vừa hướng dẫn các bạn bài tập đơn giản giúp cải thiện các vấn đề đau mỏi cổ vai gáy của dân văn phòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn tập luyện tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Om Namaste.